Có lẽ, trong làng mạc giải trí Hồng Kông, ai ai cũng biết đến câu chuyện cảm động của Lê Tư dành cho em trai Lê Anh, người vì tai nạn giao thông thảm khốc năm 2007 mà đánh mất tương lai, gắn bó cuộc đời với chiếc xe lăn, sức khỏe giảm sút. Số phận của Lê Anh tưởng chừng mãi mãi là chuỗi ngày đen tối, nhưng nhờ vào gia đình, đặc biệt là sự chăm sóc tận tình và hy sinh tất cả vì em trai của Lê Tư mà Lê Anh dần dần bình phục sức khỏe. 12 năm chống chọi đau ốm của Lê Anh là 12 năm Lê Tư quyết tâm đi ra làng mạc giải trí Hoa Lệ, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em trai. Từ những cuộc phẫu thuật não đầu tiên sau biến cố tai nạn, đến viện phí đều do một tay Lê Tư lo liệu, không chỉ vậy còn biến nhà bố mẹ đẻ nơi Lê Anh được chăm sóc tại gia biến thành một trung tâm y tế tu bé dài với vừa đủ trang bị y tế tiên tiến nhất, tìm các thầy thuốc, chuyên gia để chạy chữa cho em trai mình. 12 năm qua, Lê Tư là người chứng kiến những lúc em trai đau ốm nhất, đến lúc dần dần bình phục, chân tay linh hoạt hơn, những chấn mính được cải thiện. Từ một người khỏe mạnh, em trai Lê Tư gặp tai nạn và phải gắn bó với xe lăn cả đời. Và rồi, Lê Tư rơi nước mắt khi em trai mình có thể đứng dậy, đi lại với sức khỏe được bình phục đáng ngạc nhiên. Mới đây, cánh phóng viên nắm gặp Lê Anh cùng với hai người giúp việc cùng tới một phòng khám ở trung tâm, tiếp tục điều trị. Các tờ báo Hồng Kông đều dành lời ngợi khen về thần thái của Lê Anh, sức khỏe của Lê Anh đã ngày một tốt hơn. Trong đó, có một chi tiết khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Chiếc xe lăn mà Lê Anh sử dụng để đi lại bây giờ là chiếc xe tối tân nhất và cũng đắt đỏ nhất thời điểm hiện tại, lên tới 90.000 tệ tương đương 315 triệu đồng. Có lẽ, đây chỉ là một món tiến thưởng bé dại trong số những gì mà Lê Tư dành tặng cho em trai với tổng ước tính hàng triệu la vì em trong 12 năm qua. Hình ảnh của Lê Anh trên chiếc xe lăn tối tân, đắt đỏ nhất bây giờ do Lê Tư dành tặng. Thông tin về chiếc xe lăn được truyền thông tiết lộ. Nguồn Sina.